các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Mến chào các bạn thính giả của Cấy Nền Radio. Chuyên mục Cảm nhận Sách Hay hôm nay xin mời các bạn cùng thưởng thức nội dung cảm nhận về tác phẩm Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ của tác giả Khaled Hosseini, người luôn dành những trăn trở cho Afghanistan thông qua ngòi bút của mình. Chúng ta hãy cùng theo chân các nhân vật và câu chuyện của họ nhé. Mariam. Mariam là con gái của một thương gia tên là Jalil tại Herat, nhưng lại lớn lên cô đơn cùng mẹ Nana tại Konba. Không cha bên cạnh, không được học hành, chỉ lớn lên qua lời dạy của kinh Koran. Người mẹ Nana bất hạnh luôn gieo rắc những điều tồi tệ vào tai cô, rằng cô là một harami, một đứa con ngoài giá thú, một đứa con đáng bị nguyền rủa. Và với Mariam, những lần được bố đến thăm là điểm sáng lấp lánh, mang lại niềm vui và sự háo hức trong cuộc đời của cô. Ở tuổi 15, cô bỏ ngoài tai lời mẹ hay dặn, không thể ở lại đây được nữa, và chạy trốn đến sống với bố, người mà cô ấy yêu hơn tất cả mọi người. Nhưng cha cô đã ghim vào tim cô một vết thương âm ỉ khi từ chối gặp cô. Mariam phát hiện ra sự trống rỗng trong tình yêu của bố. Rồi khi trở lại, mẹ cô tự tử. Mariam ám ảnh rằng cái chết đó là do mình. Trở về ở với bố được vài ngày, cô buộc phải kết hôn với một người đàn ông hơn cô 20 tuổi. Khi đó cô chỉ mới 15 tuổi. Gặp Rashid, cuộc đời cô gái 15 tuổi một chút lóe sáng, nhưng một lần nữa rơi vào bi kịch, phải sống như kiếp ở tù không hơn không kém sau vài lần sảy thai. Ông ta đối xử với cô bằng sự khinh bỉ xấu xa, chế giễu, lăng mạ. Thậm chí khi không vui, ông ta sẽ giải quyết bằng những cú đấm, tát, đá và hành xử tàn nhẫn. Mariam đã chịu đựng tất cả sự giày vò đến tàn nhẫn tại chính căn nhà này. Những lần bị nhét sỏi vào mồm, những cái tát, cái đánh, thắt lưng và sự thâu tóm đã khiến cô bé Mariam ngày nào thoáng chốc trở thành một người phụ nữ gần 40, già nua, xấu xí và cam chịu. Sau tất thảy những áp lực về tâm lý, sự giày vò về thể xác, sự phỉ báng nhạo nhẽ từ người chồng, đúng hơn là một kẻ xấu xa tàn ác, Mariam vẫn chọn sự chịu đựng để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt đó. Layla. Layla kém hơn Mariam 20 tuổi, sống cùng khu với Mariam. Có lẽ Layla có một xuất phát điểm mà Mariam trước đây từng ao ước. Layla lớn lên trong một gia đình tự do, với người cha tin tưởng vào giáo dục nữ giới. Một xã hội không có cơ hội thành công nếu phụ nữ của họ không được giáo dục. Cô lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được đi học, được đi chơi cùng bạn bè. Layla là một niềm hy vọng mà bố cô và những người bạn đã gửi vào đấy. Mặc dù với mẹ của cô thì hai người anh trai trên chiến trận đã là những cái bóng mà Layla không thể vượt lên được trong lòng mẹ. Câu chuyện của Layla bắt đầu từ tình bạn thân thiết của cô với một cậu bé tên là Tariq, người bị mất một chân tại một mỏ đất của Liên Xô khi cậu 5 tuổi. Nhiều năm sau, khi Kabul bị tấn công bằng tên lửa liên tục, gia đình Layla quyết định rời thành phố. Trong một cuộc chia ly đầy xúc động, Layla và Tariq đã dành cho nhau những điều quý giá nhất. Sau đó, khi gia đình cô đang chuẩn bị rời khỏi Kabul, đúng lúc Layla đang thu dọn đồ đạc, thì một quả tên lửa ập vào nhà của họ. Bố và mẹ cô đã chết, còn Layla thì bị thương nặng. Sau những nỗi đau của cuộc đời, hai người đều gặp nhau ở một điểm, là vợ của Rashid. Cốt truyện kép đã đưa số phận đẩy họ tới gần nhau, bắt đầu bằng sự đối chọi thù hằn, nhưng dần dần trở nên thân thiết gắn bó như tình cảm mẹ con. Có thể nói, Rashid là một người chồng tàn nhẫn, không khác gì một tên khốn. Hắn ta nâng niu họ khi họ có thai, và vùi dập họ khi họ sảy thai hay đứa trẻ sinh ra đời là một bé gái. Đó là một nhân vật mà bản thân mình phẫn nộ vô cùng trước những hành động của hắn, đến mức mình muốn đột nhập vào cuốn sách
đấm cho hắn nhừ tử, đuổi ra khỏi nhà và treo ngược lên trụ đèn đường. Trong căn nhà u ám, ảm đạm, nặng nề, thượng tôn của người đàn ông của Rashid, hai người phụ nữ không ngừng quần quật với công việc nhà, chịu đựng những ánh nhìn tàn độc của chồng, những lời nói đầy nghiến, đòn roi, những cú đánh trời giáng dồn dập, những lần bị bóp cổ, máu và nước mắt hòa trộn trên trang giấy. Những trận đánh của Rashid đôi khi khiến mình nín thở khi đọc, tự hỏi rằng liệu họ có đủ sức, đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không. Có những lúc mình lặng mình, run sợ, không biết con gái Layla còn sống hay không. Sự tàn độc đôi lúc khiến mình nín thở, run sợ, sợ hãi rằng họ đã chết. Dù đang sống trong bóng tối, bi thương và đau buồn, nhưng hai người phụ nữ ấy dần dần kiên cường hơn, bền bỉ hơn và ngọn lửa trong lòng họ sáng rực đến lạ lùng. Dù phải chịu đựng những cú đánh khủng khiếp, nhưng sự phản kháng, sự khao khát một cuộc sống công bằng, tự do vẫn còn đó và họ biết họ đang tiếp tục sống và không đầu hàng số phận của mình. Và tại đây, họ biết mình không cô đơn vì họ là lý do sống của nhau. Khoảnh khắc mình thấy đẹp nhất trong ngàn mặt trời rực rỡ là lúc hai người phụ nữ ngồi ngoài hiên, gác lại những công việc và nỗi đau ngay dưới trời bom đạn. Trong tiếng súng vẫn nổ trên những ngọn đồi thì hai người phụ nữ vẫn lại ngắm những gợn mây trôi dưới ánh trăng và những con đom đóm cuối cùng của mùa hè đang lập lòe một thứ ánh sáng màu vàng trong đêm. Từ câu chuyện trung tâm về thân phận hai người phụ nữ, tác giả đã dẫn người đọc vào những biến cố vô vàn của chiến tranh và sự xoay vần của xã hội Afghanistan. Hiện thực chiến tranh qua ngàn mặt trời rừng sở đã khiến mình lạnh người. Đó là hình ảnh hãm hiếp, cướp bóc, giết chóc, đạn bom diễn ra ngày đêm mà những người cha, người chồng đôi khi phải giết chết con mình, vợ mình để bảo toàn sự trong trắng. Những căn nhà tan hoang, mất nóc, những ngôi nhà không còn người ở. Là những hình ảnh người đi gom nhặt những thớ thịt người thân đã chết vương vãi khắp nơi do bom đạn. Những trại tị nạn đầy ắp người và tệ vô cùng. Có những người đã sống, nhưng cũng có nhiều vô kể những người đã chết. Nỗi đau ra đi từ những cuộc chiến đã diễn ra rất chân thực trên từng trang sách. Vâng, chiến tranh luôn tàn khốc cho muôn người. Nhưng chiến tranh Afghanistan đổ ầm trên vai người phụ nữ còn tàn nhẫn hơn. Đôi khi đang đọc những trang sách, mình đã tự hỏi sao Mariam không vùng lên như chị dậu hay cắt dây bỏ trốn như Mỹ, những hình ảnh quen thuộc trong kho tàng văn học Việt Nam. Nhưng có lẽ, ở thời đại đó, nó là điều vô cùng xa xỉ, bởi Afghanistan dưới trướng của Taliban là nơi mà đàn ông được lấy nhiều vợ. Phụ nữ không được đi lại tự do ngoài đường và việc đàn ông đánh vợ là chuyện thường tình, không mấy ai can thiệp và người phụ nữ thì phải chịu đựng như họ vốn thế. Những người phụ nữ không chỉ bị dày vò nỗi đau mất mát con cái, họ phải gánh chịu sự phân biệt chênh lệch đến mức không tưởng. Họ phải trùm kín người, không được đi làm, không được đi học, không được đeo nữ trang. Những bệnh viện dành cho nữ giới cũng thật tồi tàn. Mình nhớ đến cái đói, đến cảnh những người mẹ bỏ con do không thể đi làm kiếm tiền, hay thậm chí là sự ám ảnh về những bệnh viện không có thuốc tê, nơi mà Layla đã phải mổ sống để cứu con ra ngoài. Nỗi đau này không gì kể xiết. Họ phải gánh những trận đòn từ lính canh do ra khỏi nhà mà không đi cùng đàn ông. Nhiều người mẹ bị đánh tàn nhẫn khi cố gắng thăm những đứa trẻ đang được gửi ở trại mồ côi của mình. Họ bị nhốt vào những nhà giam chật chội, bẩn thỉu đến không thể chấp nhận được vì dám bỏ trốn. Ở đó, nỗi đau và sự thấp hèn đè lên thân phận người phụ nữ là một điều ám ảnh đến đau lòng, mà dường như sinh ra là phụ nữ giống như một tội lỗi và họ phải cam chịu. Có thể nói, Mariam và Layla đều là nạn nhân của chiến tranh, của chính trị hỗn loạn và tôn giáo hà khắc, nơi mà những luật lệ cổ hủ trói buộc con người, nơi mà số phận người phụ nữ trở nên rẻ rúng chẳng khác gì súc vật, đồ vật. Những sự bất hạnh của người phụ nữ tại thời điểm đó thật sự quá sức tưởng tượng của mình. Đó không những là Mariam hay Layla, mà ngoài kia biết bao thân phận người đang oằn mình trước những trận chiến như thế. Có lần mình đã dừng lại và tự hỏi, mặt trời đã rực rỡ chưa? Vì những gì viết trong sách thật sự quá đau lòng đến nghẹt thở.
trong những câu từ đang dần dần chạy ra như những thước phim hiện lên trong đầu mình. Có đôi lúc mình không dám tưởng tượng nữa vì thật sự quá sức chịu đựng. Đôi khi mình nghĩ nếu thực sự có bản chuyển thể thành phim, liệu bản thân mình có dám click vào để xem nữa hay không? Cuốn sách phơi bày trọn vẹn những góc tối của con người: lạm dụng, cưỡng chế, bạo lực, ức hiếp, ngược đãi, chiến tranh. Đó là một cuốn sách gần 500 trang mình đã đọc liên tục trong 2 ngày bởi sức nặng của cảm xúc và những điều tác giả viết khiến mình mong muốn được đi đến những gì tiếp tới, dù rằng nỗi đau liên tục xuất hiện, chực bóp nghẹt trái tim. Nhưng trong tàn khốc đó, niềm hy vọng trong cuộc sống tối tăm đã được nhen nhóm lên qua sự đấu tranh đầy bền bỉ của con người, cụ thể chính là Layla. Nó không phải là một ngọn lửa phừng phực trong đêm tối, mà là những hành động qua mỗi tình huống như góp thêm than hồng cho một cái bếp lửa. Và chính Layla cũng thắp lại ngọn lửa trong lòng cho Mariam, và cuối cùng khiến Mariam đứng lên đấu tranh cho những người mình yêu thương. Đó chính là bức tranh tranh đấu của những người phụ nữ Afghanistan luôn liên tục giành lại quyền con người cho chính mình, tìm lại sự công bằng và bình đẳng mà họ xứng đáng được nhận. Cuối cùng, mình đã nhận thấy nguồn năng lượng sống, niềm khao khát được sống của người dân Afghanistan nói chung và phụ nữ nói riêng. Chính họ vẫn luôn sống và đi tiếp. Và thật, dù thế nào, chúng ta vẫn sống và đi về phía trước. Bạn thân mến, mọi thứ được viết ra trong sách thật sự ngoài sức tưởng tượng với một con người sinh ra trong hòa bình như mình. Nhưng mình cảm nhận được rằng những gì bản thân mình đang nghĩ về nó có lẽ chỉ bằng 1/10 hay 1/100 những gì họ đã phải chịu đựng mà thôi. Khi khép lại trang sách cũng là lúc đồng hồ chuyển sang 0:04. Mình đã trăn trở rất nhiều về những chi tiết được mô tả trong sách. Hẳn là những người đang sống giữa các trận chiến đã ngột ngạt và đau khổ đến thế nào. Mình ngộ ra rằng những khó khăn, những áp lực mà mình đang trải qua sao mà nhỏ nhoi đến thế. Cuộc sống quanh mình hiện tại vẫn còn quá đỗi may mắn và lòng mình bỗng trào dâng một lòng biết ơn sâu thẳm với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Nếu như ở phần đầu sách đã giúp mình mạnh mẽ lên bao nhiêu thì những diễn biến bất ngờ ở những phần cuối cùng đã hất văng mọi sự mạnh mẽ đó. Tất cả mọi cảm xúc đều được tuôn ra theo cách mà nó cần như thế. Mình đã khóc vì quá đỗi yêu thương. Mình mong rằng bạn có thể đọc sách và cảm nghiệm để trân quý hơn nền hòa bình của đất nước chúng ta, bạn nhé. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào gửi đến thầy Phan Văn Trường, xin bạn hãy comment ở phần bình luận bên dưới video hoặc gửi về email của chương trình cái nền radio amokstudent.benfi.edu.vn bạn nhé. Biết ơn các bạn thật nhiều. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nền.